Chào các bác nha, em là Kimoto. Ở clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi nhanh một cái mẫu bi gầm có kích thước len kính 2.0 inch, đàn em của cái mẫu bi gầm laser 3.0 inch. Thì vừa qua thì bên em cũng đã cho ra thị trường một cái mẫu bi gầm laser cực kỳ là sáng, độ sáng của nó rất là cao, cao nhất ở thị trường hiện tại. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái mẫu bi gầm 2.0 inch, liệu cái mẫu bi gầm 2.0 inch này có đảm bảo cho chúng ta cái cường độ ánh sáng như ý để chúng ta tham gia giao thông một cách an toàn và tiện lợi hay không. Rồi thì đây sẽ là cái hộp của cái mẫu bi gầm laser 3.0 inch được các bác săn đón cực kỳ là nhiệt tình. Và đây sẽ chính là cái nhân vật chính của chúng ta, nó chính là cái mẫu bi gầm có kích thước len kính là 2.0 inch. Ở cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, là 2023 rồi, nhưng cái mẫu bi gầm 2.0 inch này nó đã hội tụ được tất cả những cái điều gì mà các bác mong muốn. Thứ nhất là cường độ ánh sáng, thứ hai nữa là ba dải màu, và thứ ba nữa là có chế độ phá cốt. Và bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái nhân vật chính của chúng ta. Và trước khi đi xăm soi nhân vật chính của chúng ta thì đây sẽ là mặt trước của hộp sản phẩm, và đây sẽ là trong lòng của hộp sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có hai em đi, và tất nhiên là không thể thiếu nó chính là một cái bộ driver như thế này. Và bộ driver này thì chúng ta được tích hợp luôn là nó có dây connect chân H11 để cắm cấp cho cái driver này, cấp điện cho em đi, và một cái jack connect có chéo ở đây. Thì ở chỗ này hãng người ta đã làm cho chúng ta là có cái gioăng cao su để chống nước đó. Thì các bác có thể thấy là cái sản phẩm mặc dù là có cái giá thành rất là phải chăng, nhưng được trang bị cái jack H11 liền như thế này thì các bác có thể thấy là nó sẽ giống như những cái dòng bi đến từ thương hiệu Azum, là những cái dòng bi cao cấp cũng được trang bị những cái cổng kết nối dạng liền như này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái dây khá là dài để chúng ta lấy tín hiệu ở chế độ pha cho em bi đó, cực kỳ là ok đúng không ạ, rất là xịn sò. Và cái điều xịn sò hơn nữa là chúng ta sẽ có một em bi với thân hình cực kỳ là nhỏ nhắn, với kích thước là 2.0 inch len kính đó. Thì nhà sản xuất người ta đã lắp cho chúng ta sẵn một cái pad của những cái chiếc xe dòng Toyota ở thế hệ mới bây giờ, là những cái chiếc xe dòng Toyota, ví dụ là những em Toyota Vios này đó, hoặc là Toyota Cross, hoặc là Fortuner, và một số các dòng xe mà có kích thước len kính là 2.0 inch thì chúng ta sẽ được lắp như zin các bác nhé. Đó. Thì đối với lại những em Toyota Vios đời 22 đổ lên ấy thì các bác sẽ lắp như zin, thì cái pad này nó sẽ là dành cho những em xe dòng Toyota đó. Lắp được như zin. Và cái điều xịn sò hơn nữa, tất cả các dòng bi ở trên thị trường hiện tại bây giờ là chưa có cái tăng đơ bằng sắt chỉnh như thế này, mà em này đã có cái phần tăng đơ này cực kỳ là xịn sò. Đó. Cái điều khác hẳn ở trên thị trường hiện tại bây giờ chưa một dòng bi nào có cái tăng đơ chỉnh bằng sắt như này, thì cái này thì chúng ta được trang bị thêm từ nhà sản xuất, thì giúp cho chúng ta tăng chỉnh cao thấp một cách là hoàn thiện như zin đó. Thì các bác có thể thấy là xịn sò đúng không ạ. Rồi thì các bác về chỉnh thì có thể là chỉnh vào cái con ốc ở đây, một số xe thì sẽ là cho chỉnh từ đằng trước lại, thì các bác sẽ chọc vào cái lỗ 4 ở đây, lỗ hoa thị ở đây, thì các bác có thể chỉnh từ đằng trước, một là dùng bằng tô vít, hai nữa là dùng bằng cà lê hoặc là khẩu, thì các bác có thể chỉnh ở đây. Rồi và nếu như đối với cái xe của các bác mà nó chỉnh ở bên dưới, chọc từ dưới gầm lên ấy, thì các bác sẽ chỉnh vào cái hoa kế ở đây, cực kỳ là xịn sò. Mà cái này thì các bác sẽ được tăng chỉnh như zin nhé, về cái pad ở đây thì các bác sẽ được tăng chỉnh như zin. Và cái điều hơn thế nữa là cái phần bi này của chúng ta nó khá là nhỏ nhắn, nó được lắp cho nhiều các loại xe khác nhau, ví dụ là một số cái dòng xe nhỏ hơn, ví dụ là Kia Soluto này, hay là Hyundai i10 phiên bản mới bây giờ này, các bác có thể lắp được. Nói chung là khá nhiều các loại xe cứ có kích thước len kính 2.0 là các bác có thể lắp được như zin rồi. Còn những cái chiếc xe dòng Toyota thì nó sẽ có cái đặc biệt hơn là cái chân pad này nó sẽ hơi kén bi, thì cái bi này đã được hỗ trợ là cái chân pad đó để các bác có thể lắp được như zin. Và các bác có thể thấy là cái phần len kính có kích thước 2.0 inch được phủ lớp AR màu xanh tím cực kỳ là đẹp. Thứ nhất là nó sẽ tăng cái độ sang trọng cho em bi, thứ hai là nó sẽ chống chói cho cái người ngược chiều khi mà chúng ta nhìn thẳng vào cái phần len kính ở đây, nó sẽ không bị chói mắt. Và phía trong thì các bác có thể nhìn thấy phần chip LED ở đây, thì em này nó sẽ có hai giải chip LED, nó sẽ đảm nhiệm cho ba giải màu. Thứ nhất là giải màu 3000K thì các bác có thể đi được những cái cung đường trời mưa và sương mù. Thứ hai là giải màu 4300K thì các bác sẽ đi ở những cái cung đường mà cao tốc, cần đi ở tốc độ cao. Và thứ ba nữa là cái giải màu là 5500 kV thì các bác sẽ có thể là đi ở trong những cung đường mà trong đô thị, thì chúng ta sẽ có cái màu ánh sáng màu trắng, nó sẽ đẹp hơn, nó tăng cái độ sang trọng cho chiếc xe của chúng ta hơn. Đó, cực kỳ ok.